Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Amentic. Ở trong video ngày hôm nay thì sẽ có là ba cái mẫu sản phẩm đồng hồ, hai chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu T-shirt và một chiếc Oren nhé. Và đây đều là những cái mẫu sản phẩm đồng hồ tình trạng của những phiên bản này thì sẽ có hàng mới, sẽ có hàng lướt. Nhưng về những phiên bản này thì đều là những chiếc đồng hồ trao đổi đấy lên đời. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có là một chiếc Oren đầu tiên này. Sẽ có là phiên bản Oren lịch vạn niên nhé. Oren lịch vạn niên thì chắc không còn xa lạ với anh em nữa. Từ ngày trước thì nó đã có xuất hiện cái phiên bản này khá là lâu rồi đấy, nhưng mà về cái thiết kế và phong cách thì nó chưa được cải tiến. Thì dạo gần đây thì sẽ có một cái mẫu thiết kế Oren lịch vạn niên nó khác đi đó, và nó sẽ trau chuốt hơn về cái hình thức này đó. Nó sẽ làm trông nó gọn hơn những phiên bản ngày trước. Ngày trước thì sẽ có những cái núm ở đâu đấy từ ba núm trên một cái chiếc đồng hồ thì trông nó khá là thể thao, khá là sport. Và với phiên bản này thì đợt này thì sẽ nó sẽ làm gọn hơn rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ có ở đây đó chính là thiết kế của một chiếc Oren lịch vạn niên rất đẹp, với ba kim này, một ô lịch ngày, một cái logo Oren Automatic được đặt ở hướng góc 9 giờ nhé. Đó, và phiên bản này sẽ có là hai cái ô lịch vạn niên trên chiếc đồng hồ này. Với cái phiên bản này thì nó sẽ có cái chi tiết khá là nổi khi mà các phần kim cọc phiên bản này đều được mạ vàng hồng PVD, một cái chi tiết mạ rất là ăn tiền cho với cái chiếc đồng hồ này. Rồi chúng ta sẽ có là đợt này thì sẽ có một cái mặt đeo màu trắng tạo nên một cái nét nổi bật hơn cho chiếc đồng hồ, chúng ta dễ dàng coi giờ này đó, rồi coi lịch ngày lịch thứ một cách nó đơn giản hơn. Rồi chúng ta sẽ có với phiên bản này là phiên bản Japan nhé, bản nội địa, và đầu máy cable được trang bị chiếc đồng hồ này đó chính là F6D2, đầy đủ những công năng hỗ trợ đi kèm. Không giống như ngày trước thì chúng ta sẽ có một cái cỗ máy cải tiến hơn với 21.600 tần số tác động, và độ tích cóp thì những phiên bản này là 40 tiếng, có đầy đủ những cái chức năng đi kèm như là lên cót tay rồi dừng kim giây đó. Đây là một trong những chiếc đồng hồ mà đánh giá khá là cao nha các bác nhé. Rồi ở đây chúng ta sẽ có lên cót tay cho phiên bản này này. Đó, rồi với cái chiếc đồng hồ này thì sẽ có một cái mặt kính mineral, một cái mặt kính khoáng cứng. Với mặt kính này thì anh em có thể trải nghiệm cái mặt kính này đấy, tại vì những cái mặt kính đến từ những cái thương hiệu này ấy, thì nó cũng là một trong những mặt kính mà đáng để chúng ta trải nghiệm, chúng ta sử dụng. Và với trong cái tầm giá đâu đấy chỉ có là 4 triệu mà các bạn đã sử dụng cho mình một cái phiên bản thiết kế nó nổi tiếng, nó đặc trưng của cái dòng Oren này, thì chúng ta ngần ngại gì mà chúng ta không giao lưu thử, đúng không các bác? Đó, rồi chúng ta không trải nghiệm thử. Rồi chúng ta sẽ có một cái phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép 316L, rất chi là tốt khi mà có độ chống gỉ, chống oxy hóa rất là tốt này. Rồi chúng ta sẽ có là bộ cái phần chi tiết phay bóng và phay xước trên cái phần thân vỏ tạo nên một cái nét đẹp riêng cho chiếc đồng hồ này. Ở đây thì các bác có thể thấy là với phiên bản này sẽ có một cái bộ dây da dầm vật cá sấu màu nâu này, một cái khóa xiên đến từ thương hiệu Oren. Ở đây sẽ có một cái thẻ tác của phiên bản này nhé, đó chính là RA gạch BA 005S 00C đó. Các bác có thể tra cứu cái mã hiệu của em này trên Google để biết thêm những cái thông tin, thông số chi tiết đó, xem em nói có đúng như những gì mà các trang web người ta là bày bán hay không. Tại vì các bác mua bên em ấy thì bác không cần phải lo. Những cái gì mà đúng thì bên em sẽ nói, những cái gì chuẩn chỉ nhất thì bên em sẽ nói đó, và những cái kiến thức am hiểu của em gửi đến cho các bác cứ yên tâm mà tiếp thu và trải nghiệm đó. Cho nên là thứ nhất là với những cái phiên bản này thì em báo tình trạng như thế nào ấy thì chắc chắn nó sẽ như thế, là tình trạng của phiên bản này là hàng mới, gần như là nine new 99,99%. Đó, chỉ có mất siêu thôi. Còn lại thì các bác có thể thấy là phần đáy này. Đáy là một trong những cái chi tiết mà rất dễ xước, nhưng mà với cái phiên bản này thì nó còn bóng loáng, bóng nguyên nhá, không có một vết xước. Đó. Rồi ở đây thì sẽ có là máy Izaban bản nhiệt đới địa này, rồi đầu máy F6D 22, rồi chân dây chiều cho 22 chân kính cho một cỗ máy đầy đủ những công năng hỗ trợ đi kèm. Rồi water system phiên bản này là 53 50 mét nước nhá. Đó, đầy đủ những thông tin cần thiết cho cái chiếc đồng hồ này. Rồi chúng ta sẽ có là kích thước xe mặt của phiên bản này đó chính là 43.5. 43.5 thì phù hợp với cổ tay của anh em. Đương nhiên rồi, phải trên 16 anh em mới đeo được phiên bản này.
Với cổ tay của Kim Trương đây là cổ tay 16. Theo trên mình phiên bản này thì nó trông nó sẽ hơi to một chút, cho nên là phải từ 17 đấy, phải từ 17 trở lên thì anh em đeo phiên bản này nó mới hợp lý. Đó, các bác có thể thấy với cổ tay của em Trương đây, cái Autolux thì nó sẽ hơi nhô ra một chút. Đấy, cho nên là phải cổ tay của anh em từ 17 đổ lên. Đấy thì anh em mới đeo vừa nhá về cái phiên bản này. Rồi chúng ta sẽ có một cái mức giá rất tốt 4 triệu đồng cho cái chiếc đồng hồ này, tiết kiệm cho bác đâu đấy vài trăm nghìn. Đó, chỉ vì một cái siêu mà mất vài trăm nghìn thì các bác cũng cũng biết rồi đấy, nó rất là ngon trong cái tầm giá. Đây là mẫu sản phẩm đầu tiên nhé trong video ngắm này. Đó, ta sẽ cùng đi đến những cái chiếc đồng hồ tiếp theo. Tiếp đến đây thì sẽ có một chiếc đồng hồ T-shirt. Về cái phiên bản này thì cũng là lên đời cho một đánh khách. Đó, và với chiếc đồng hồ này thì sẽ có còn nguyên hộp này. Đó, và đồng hồ cho các bác nhé. Đó, về cái phiên bản này thì hộp này là hộp đi kèm theo với chiếc đồng hồ khi mà anh khách lên đời. Đấy, chứ không không phải là khi mà anh khách mua đâu. Đấy, mua con này thì anh khách không mua bên em. Đó, và anh khách bán lại. Đó, thì với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có một chiếc t-shirt PRX máy pin màu xanh dương rất trẻ trung và mang một cái phong cách thiết kế của một cái thương hiệu đồng hồ rất nổi tiếng, đó chính là Hublot. Đó, Hublot ở trên thị trường thì chiếm rất là nhiều đó, trên trong cái giới ngành đồng hồ này thì rất nhiều anh em biết đến cái thương hiệu Hublot này, và rất là nhiều anh em thích cái kiểu dáng của một chiếc đồng hồ với phong cách Hublot ha. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có một chiếc t-shirt với kiểu dáng đấy tương tự nhé. Đó, với ở đây chúng ta sẽ có, ở đây nó sẽ không có thể tag, cho nên là em có ghi mã hiệu em này là chính là T137 này chấm 410 chấm 16 chấm 041 chấm 00, và đây là hàng nay new, hàng đã qua sử dụng. Với mức giá thành hiện tại em đang gửi đến cho bác đây là 5 triệu 400 nghìn đồng, một cái mức giá rất tốt. Anh khách này có mua ở bên một bên cũng là hàng nhập Nhật trực tiếp đó, và anh khách này mua bỏ mức giá là 9 triệu đồng. Đấy thì với một cái mức giá 9 triệu đồng thì mua hàng mới thì chắc chắn nó sẽ cao đúng không ạ? Đó, nhưng mà hiện tại thì em đang có một con bản hàn nước rất đẹp. Đó, anh khách này sử dụng cũng khá kỹ càng ha, chỉ có những cái vết xước lông mèo phe phẩy trên cái phần thân vỏ thôi. Còn lại thì về cái tình trạng của em này còn rất là đẹp. Và đi kèm vào đây sẽ có một cái bộ dây da. Đó, dây da này rất mới này. Bác có thể thấy nó chỉ có hơi mềm một chút vì khi nó vào form ấy thì chắc chắn nó sẽ mềm. Còn lại thì các bác có thể thấy từ càng này cho đến cái thiết kế của chiếc đồng hồ này rất chi là đẹp nhá. Khóa cũng còn rất là mới, thương hiệu T-shirt này. Ở một cái tông màu xanh cùng với tông màu mặt tay hồ. Rồi thiết kế phiên bản này là 3 kim một ô linh ngày, dòng chữ T-shirt 1853 PRX Swissmade, và các phần kim cọc là kim loại sợi kẻ vạch, rất chi là đẹp. Mặt kính của phiên bản này vẫn là mặt kính sapphire nguyên khối nhé, một cái mặt kính chống trầy chống sức tuyệt đối cho bác. Ở đây thì chúng ta sẽ có là phần đáy của phiên bản này thì sẽ có ghi những thông tin như là vừa tới thiết tập phiên bản này 13 100 mét nước này, chứng nhận sapphire crystal rồi stainless steel. Ở đây sẽ có là một cỗ máy pin cực kỳ bền bỉ, và kích thước xe mặt của phiên bản này đó chính là tầm 40 đấy. Ở xe mặt của phiên bản này thì sẽ là 40 này, cái lắc tu lắc của phiên bản này đó chính là 45.5 đó, và độ dày của chiếc đồng hồ này đó chính là 10.7, khá là mỏng. Và anh em đeo thoải mái giúp em từ cổ tay 17 nhé, các bác lưu ý nhé, từ 17 nhé. Đối với cổ tay của em chưa đây, cổ tay 16, nếu như các bác nếu như em chưa đeo ấy thì cũng sẽ vừa thôi, nhưng mà các bác có thể thấy là trông nó sẽ hơi to bản, tại vì càng lắc tua lắc của phiên bản này khá là dài đấy, cho nên là đối với cổ tay của em Trương đây thì sẽ trông hơi to một chút đó. Mặt dial thì nó vừa rồi, nhưng mà càng lắc tua lắc thì hơi dài một chút đấy, cho nên là phải từ 17 nhá, 17 trở lên thì anh em đeo rất hợp lý về cái chiếc đồng hồ này. Rồi chúng ta sẽ có một cái phiên bản t-shirt máy pin dòng PRX, một chiếc đồng hồ t-shirt nữa vừa cập bến bên em đó, một chiếc máy pin màu xanh dương rất chi là đẹp. Em có màu xanh lá nữa, bản dây kim loại, nhưng mà bản đấy thì giá nó sẽ cao hơn đó. Và đợt này bản này thì em có nhập về được cho bác là 5 triệu 400 nghìn đồng cho chiếc đồng hồ này, rất tốt nhá, 5 triệu 4. Các bác mua ở bên ngoài thì rất khó để có cái mức giá như thế này đó. Rồi đây là mẫu sản phẩm thứ hai. Tiếp đến ở đây chúng ta sẽ có là một chiếc t-shirt thuộc dòng Luxury. Ở đây thì
anh khách có đổi đấy, đổi để anh khách mới mua thôi đó, và anh ấy đổi để lấy một chiếc khác đó, và anh khách mua về gần gần những như sưu tầm ấy, nhưng mà chưa chưa sử dụng đấy, chưa sử dụng, gần như là sưu tầm ấy đó. Và anh khách này bác nhìn này, hộp nó hơi xấu một chút nhưng không có thành vấn đề gì cả. Với những phiên bản này thì sẽ có một cái mức giá nó tốt hơn cho bác. Hộp xấu thì cái này thì anh em nào thích thì em sẽ để cho bác một cái mức giá rất là ưu đãi. Cái hộp thì không quan trọng lắm đó, chúng ta quan trọng nhất là về cái thằng đồng hồ nó còn nguyên đai nguyên kiện hay không. Thì ở đây chúng ta sẽ có một chiếc t-shirt luxury phiên bản cọc số tự nhiên đan xen cọc số kẻ vạch rất chi là đẹp. Mã hiệu hôm nay đó chính là T086 này chấm 107 chấm 22 chấm 037 chấm 00 nhé. Đây là mã hiệu của phiên bản này và có số serial number của chiếc đồng hồ này. Đấy, ở đây sẽ có những thông tin như là chứng nhận PVD này, rồi độ chuẩn nước 53, chứng nhận sapphire. Một chiếc đồng hồ rất đẹp. Rồi chúng ta sẽ đi đến với phiên bản này. Ở cái chiếc đồng hồ này thì ngày trước thì có gửi cho anh khách thì có bọc cái siêu lại. Đấy, và lần này sẽ bóc siêu ra cho bác xem nhé. Đó, bóc siêu ra. Bọc siêu để gửi đi cho bác rất là chắc chắn. Đấy, như thế này đây. Bác nhìn này. Bọc rất là chắc chắn luôn. Đó, và đây chúng ta sẽ có là một cái thiết kế mặt mặt đây của phiên bản này nó không phải là màu trắng trắng tinh đâu, và đây là một cái màu trắng hơi ngả vàng một chút, và các bác có thể thấy là nó sẽ có hai cái lòng đấy, được thiết kế riêng, và hai cái lòng này đều có những cái hiệu ứng chạy tia nó khác nhau, cho nên là tạo một cái hiệu ứng rất sáng rất đẹp cho cái chiếc đồng hồ này. Rồi với cái phong cách này thì nó sẽ thiên hướng nó hiện đại hơn một chút, và nó vẫn pha trộn với những phần kim cọc dòng classic. Đấy, các bác có thể thấy là cọc giờ kẻ vạch là cọc classic đúng không ạ? Và ở đây sẽ có những cặp cọc số tự nhiên nữa. Đó, nó pha trộn rất là hài hòa. Và ở đây sẽ có kim giờ, kim phút, kim giây được làm thanh mảnh. Một cái ô lịch ngày, một dòng chữ T-shirt 1853. Và đặc biệt hơn thì ở đây sẽ có là Powermatic 80 với một cái cỗ máy C07111. Thì với cỗ máy C07111 này thì sẽ có tần số dao động là 21.600 VBH, và độ tích cót của phiên bản này đẩy lên là chính là 80 tiếng. Thì 80 tiếng anh em sử dụng thì em nghĩ rằng là không hết đâu. Chỉ khi nào anh em mà không đeo đồng hồ này nữa thì nó mới cỗ máy nó mới dừng. Còn ví dụ anh em đeo hàng ngày mà anh em bỏ ra thì phải đến tầm 3 ngày hơn thì nó mới chết. Đó, thì đấy là một trong những cái ưu điểm cực kỳ lớn của chiếc đồng hồ này. Chúng ta sẽ có là screen mate này, rồi mặt kính sapphire nguyên khối, chống trầy chống sức tuyệt đối cho bác, rồi cái phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép 316L này, được mạ những cái công nghệ trên phần kim cọc, và phần vỏ được mạ chi tiết PVD, những cái chi tiết rất là ăn tiền. Đó, với công nghệ mạ PVD này thì sẽ có độ bền rất cao, rất khó phai. Và ở đây chúng ta sẽ có là bộ dây thép đúc đặc được phay xước toàn bộ, cái khóa bướm này hai bên đến từ thương hiệu T-shirt. Chúng ta sẽ có kích thước xe mặt của phiên bản này. Đây, và có thể thấy kích thước xe mặt là 41 nhé. Đó, càng lắc tô lắc của chiếc đồng hồ này đó chính là 47.5 đấy. Ở tầm 48, 48, và đây sẽ có độ dày là 10.4, rất là mỏng, và một cỗ máy C0711. Chúng ta sẽ lên đây thử cho bác xem nhé. Size 41 thì với phiên bản này càng lắc tô lắc 48 phù hợp với cổ tay của anh em phải từ 17 đổ lên. Bác lưu ý nhé, tầm 17 đổ lên. Đối với cổ tay của em chưa này, cổ tay 16 thì trong cái mặt đeo sẽ hơi to, phiên bản đồng hồ này sẽ hơi to so với cổ tay của em chưa. Đấy, phải từ 17 đổ lên nhá, anh em đeo mới hợp lý với chiếc đồng hồ này. Rồi chúng ta sẽ có phần đáy của phiên bản này thì có ghi những cái thông tin. Đây, các bác nhìn này. Thông tin trên phần đáy như là Water System là 53 này. Đó, rồi Stainless Steel chứng nhận Sapphire Crystal số serial number phiên bản này. Đó, trên TG là 23 trên kính cho một cái cỗ máy C0711 rất là ngon. Và đây em sẽ cho bác xem về cỗ máy này. Cỗ máy thì nó có ghi ở trên đây luôn này. Các bác có thể thấy này. Có ghi dòng C07111 đúng không ạ? Đó, và các bác có thể thấy là với cái cỗ máy này thì nó sẽ có nghĩa đầy đủ những công năng hỗ trợ đi kèm cho bác. Và đặc biệt hơn thì với mẫu đồng hồ này nó đang rất là hot ở trên thị trường hiện nay, gần như là kiếm mẫu đồng hồ này rất ít.
rất ít anh em có. Rồi chúng ta sẽ có một cái tầm giá rất là ưu ái cho các bác, một cái tầm giá mà anh em không nên bỏ qua trong video ngày hôm nay, đó chính là 8 triệu 800 nghìn đồng cho cái mẫu sản phẩm này. Các bác lưu ý nhá, 8 triệu 800 nghìn đồng, một mức giá rất tốt, một cái mức giá không thể nào mà ưu ái hơn cho toàn thể quý anh em. 8 triệu 8 nhá. Các bạn nào quan tâm về cái mẫu sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 732822 để em sẽ là người tư vấn trực tiếp cho bác về những cái mẫu đồng hồ này. Cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã người đấy cẩn thận theo dõi. Lời cuối thì chúc các bác thân nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại các bác ở những chương video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.